Trên bàn chứng minh thứ nhất, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Hiền, Hòa Thượng Thượng Lệ Hạ Lạc, Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Hòa, Hòa Thượng 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 Tọa Thượng Minh Hạ Hạnh. Trong buổi lễ hôm nay, trước hết chúng ta đến nguyện hương cái đến ngày lễ Tam Bảo, sau đó mới ăn chú ngồi vào tất cả các chỗ. Bây giờ bên chúng tôi tôn đức tôn nguyên và tòa thọ với anh em Phật tử, chúng tôi nguyện hương rồi đến lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để cho buổi lễ được sự gia hộ của mười phương chư Phật, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức Quang Lâm nơi Phật điện Liêm Hương bạch Phật Nam Mô. Chúng con thành kính Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Hiền đương vi niệm hương Nam Mô A Di Đà Phật.
Ai ai chung vừa
Chúng con niệm ơn chư tôn thiền đức. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức Quan Lâm chứng minh. Trên bàn chứng minh chúng con thành kính cung thỉnh Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Minh Hạ Hiền, Hòa thượng Thượng Lợi Hạ Lạc, Hòa thượng Thượng Minh Hạ Hòa đồng an tọa chứng minh. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni an tọa chứng minh. Xin mời toàn thể quý Phật tử đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vô Lượng Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử. Ôi mẹ sinh ta, cha nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa trong lòng. Thương con cực khổ ẩm bằng, trời cao vòi vòi khó mong đáp đền. Đúng vậy, công ơn cha mẹ cao như trời, sâu như bể. Bổn phận làm con không sao đáp đền cho đặng. Hôm nay những mùa Vu Lan báo hiếu trở về, hàng Phật tử chúng con đối với hai đấng sanh thành, Đức Phật đã dạy rằng, nếu người đời cho rằng núi Tu Di là cao, thì công cha lại càng cao hơn thế. Cha dành tình yêu thương lo lắng cho con từ khi con mới lạc lầm, dưỡng dục bảo bọc cho con thành nhân chi mỹ. Nếu người đời cho rằng quả đất là tròn là nặng, thì nghĩa mẹ còn nặng hơn ngàn lần như thế. Trải qua nhiều kiếp sinh tử luân hồi, sữa mẹ mà chúng ta uống còn nhiều hơn nước bốn biển trong đại dương. Nhằm tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của hai vị Phật trong đời, những vị Phật mà chẳng bao giờ cần đến tòa sen để nâng gót, nhưng hai vị Phật ấy luôn hướng về những đứa con thân yêu của mình. Quan niệm của đạo Nho rất nghiêm khắc về hiếu hạnh. Đạo làm con lúc còn nhỏ phải kính cẩn vâng lời cha mẹ dạy bảo, hầu hạ cha mẹ. Khi lớn khôn thành đạt thì phải lo phụng dưỡng, ngọt bùi ấm lạnh cho cha và mẹ. Tại Việt Nam có biết bao nhiêu là thơ, là nhạc, là văn nói về mẹ, nói về cha. Nào ví lòng mẹ như biển rộng bao la, như trời cao không cùng tột. Ví tình cha như vầng thái dương che chở đời con. Bài nào nói về cha, bài nào nói về mẹ cũng hay, cũng cảm động lòng người. Năm 1962, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh trước tác tác phẩm Bông Hồng Cài Áo rất nổi tiếng. Người đã thành công trong mục đích cổ vũ cho ngày của mẹ ở phương Tây, thành lễ cài hoa hiếu hạnh của người Việt Nam trong mùa Vu Lan báo hiếu. Thế rồi lễ cài hoa hiếu hạnh trở thành nét văn hóa đặc thù của người con Phật nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng, mà đã trở thành lễ hội văn hóa tình người. Pháp hội Vu Lan còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mọi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với tổ tiên, về với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Với tinh thần cao cả trên, hôm nay ngày mùng 4 tháng 7 năm Quý Mão, tại Thiền viện Linh Sơn, long trọng tổ chức
đại lễ Vu Lan cài hoa hiến hành. Đó chính là lý do của buổi lễ tối hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin được thông qua chương trình đại lễ Vu Lan cài hoa hiếu hạnh thắp nén tri ân như sau: tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, hoài niệm song thân, cài hoa hiếu hạnh, thắp nén tri ân. Lời huấn từ của Hòa Thượng, đạo từ của Hòa Thượng chứng minh cảm tạ và hồi hướng. Giờ đây dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, trong màu hình y giải thoát, chúng con vô cùng hạnh phúc khi được cung đón chư tôn thiền đức Quan Lâm chứng minh. Xin quý ngài cho chúng con được mạng phép lưu danh và giới thiệu. Trên bàn chứng minh chúng con thành kính kính giới thiệu đức trưởng lão Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Hiền, trụ trì thiền viện Linh Sơn, viện chủ chùa Phật Đà, trưởng tông phong tổ sư thiền. Chúng con thành kính kính giới thiệu Hòa Thượng Thượng Lợi Hạ Lạc, trưởng ban trì sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long về tham dự buổi lễ tối hôm nay. Chúng con thành kính kính giới thiệu Thượng Tòa Thượng Minh Hạ Hạnh, chức sự hạ trường chùa Thiền Viện Linh Sơn. Ni về phía chư ni, chúng con thành kính kính giới thiệu Ni sư Thích Lữ An Hương, trụ trì chùa Pháp Thành, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin trân trọng giới thiệu gần 130 hành giả an cư tại Thiền Viện Linh Sơn cùng Quan Lâm chứng minh và tham dự. Đặc biệt, sự tham dự đông đảo của quý Phật tử đang có mặt tại Thiền Viện Linh Sơn và chư vị Phật tử đang theo dõi trực tuyến online, xin được giới thiệu chung: Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Nhớ xưa dưới mái nhà tranh, mẹ ngồi mây áo cất dành cho con. Tinh sương mẹ gánh hàng rong, mẹ hiền gian khổ đôi lòng dòng lệ rơi. Hạ qua thu lại đổi dời, tuyết sương điểm mái tóc người kính yêu. Mẹ là nguồn suối diệu hiền, là người duy nhất trong đời của con. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, cho phép chúng con có những đôi phút giây hồi tưởng lại công ơn cha mẹ. Xin đạo tràng lắng lòng nghe bài hoài niệm hai đống song thân qua phòng diễn đọc của Phật tử Huệ Phúc. Xin mời Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng quý Phật tử hiện diện. Mùa thu hiện diện, thân thương lại trở về, nhân loại
đang đắm mình trong không gian trầm lắng, với bầu trời trong xanh, lơ lửng một vài áng mây trắng bồng bềnh soi bóng. Làn gió mùa thu thoảng qua mặt hồ, khơi gợi nguồn cảm hứng dạt dào về tình mẹ bao la, về công cha như núi Thái Sơn. Qua lời ru à ơi ngọt ngào bên cánh võng đông đưa, làm chúng con chặn lòng nhớ đến hai đấng song thân. Tiết trời tháng bảy vu lan, dù đi muôn hướng trăm ngàn trùng dương, lòng con không khỏi vấn vương, quay về nguồn cội nhớ thương mẹ hiền. Kính lại mẹ, nhìn khói hương trầm cuộn tỏa giữ ngôi bạo điện trang nghiêm, lòng chúng con thành kính hướng về mẹ, người yêu thương nhất không thể thiếu của đời con. Mẹ ơi, tiếng gọi mà từ lúc con biết mặt mẹ cho đến khi con lớn, con chưa biết hết, chưa hiểu trọn vẹn ý nghĩa với suy nghĩ nông cạn của mình, thì mẹ là sức sống của con. Đi dòng xứ mẹ như những dòng suối nhìn ngọt ngào, cung cấp nguồn bổ dưỡng quý giá nhất với con khôn lớn. Tình thương của mẹ bên mông bao la như biển rộng, niềm mong ước của mẹ dành cho con biến như mặt đất truyền sức sống cho muôn loài, cho cỏ cây, cho vạn loại. Tình mẹ dành cho con là tất cả những gì tốt đẹp nhất, cao quý nhất và thiêng liêng nhất mà con chỉ cảm nhận được chứ không thể diễn tả được thành lời. Từ khi bước chân về làm dâu, làm vợ, mẹ gác lại tuổi thanh xuân, quên đi các thú vui của cuộc đời. Suốt ngày chỉ lo làm tròn bổn phận của người dâu thảo, người vợ hiền. Thời gian dần qua, mẹ gánh thêm một trọng trách thiêng liêng cao cả, đó chính là vai trò làm mẹ. Hình hài con khi còn là huyết tụ, lớn lên dần qua tình mẹ bao dung. Khi con mới vừa tụ thai, mẹ đã dành trọn tình thương mến cho con. Mẹ phải chịu biết bao gian khó, đi đứng khó khăn, ngồi nằm khổ nhọc, và nhất là phải chọn lựa từng miếng ăn để cho con đủ dưỡng chất khi chào đời. Từng ngày con thêm lớn, da căng theo ngày tháng bước nặng dần. Mẹ cử kim từng bước vội lẫn miếng ăn, đêm trằn trọc dáng nằm ngồi khó nhọc. Ngày mẹ sinh con ra, cơ thể rã rời vì phải bông dê xẻ thịt, đang trong lúc thập tử nhất sinh, chợt nghe con cất tiếng khóc chào đời, thì cơn đau dường như không còn nữa. Nỗi lo của người gần sinh nở, những cơn đau quằn quại vỡ người, kịp đến khi nghe con khóc chào đời, hồn nhẹ nhõm, cơn đau dường dừng lại. Mẹ ơi, với 9 tháng cơ mang 3 năm bồng ẩm trăm đắng ngàn cay, mẹ cam chịu trong lòng. Dòng sữa mẹ là tinh chất thiêng liêng, là chất liệu tình thương ngọt ngào nuôi dưỡng cuộc đời con. Dù trăm năm nữa, nghìn năm nữa, nơi vẫn còn em vú mẹ hiền,
miệng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ. Nghìn đời tình mẹ ngự trong tim. Khi con biết ăn, mẹ là người đầu tiên mớm cho con từng muỗng cháo, miếng cơm. Khi con khóc, thì mẹ là người thức hát vô cho con ngủ. Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học, mẹ thi trường đời. Mẹ ơi, trường học thì vinh quang, trường đời thì đau khổ. Những gì cay đắng gian khổ của cõi đời, mẹ cam chịu để lo cho con sau này đem danh đem phận với đời. Thương con, mẹ dệt niềm tin, mong con khôn lớn như mình ước ao. Nỗi lo ngày tháng thêm vào tuổi xuân mai một, mẹ nào tính chi. Ôi mẫu tử bao la ơn sâu nặng, nặng ân tình thơm ngát và niềm thương. Lệ sầu đau năm tháng hóa kim cương, thành chuỗi ngọt tình thương ngôi bất diệt. Tình mẹ là thế đấy, nhưng con cha quả thật lớn lao. Ơn cha như ta cũng chẳng sáng, tình của cha bệ rộng không thể ví cùng. Cha là bóng mát che con, là cả tình thương chẳng mỏi mòn, là cả cuộc đời vô biên quá, nặng nghĩa tình cha tợ nước non. Con cha thật lớn biết bao, cha chăm sóc mẹ khi mang thai, cha pha bình sữa giặt từng tấm tã cho con, cha đầu giường khi con bệnh, cha chạy vặt kiếm từng đồng tiền khó nhọc về lo cho cuộc sống cả gia đình. Cha dành hết mọi đắng cay cho con vị ngọt những ngày ấu thơ. Cha là đỉnh núi mây mờ cho con buồn rộng bây giờ con đi. Cha ơi, đường tương lai của con rộng mở bao nhiêu, thì đường đời của cha thu hẹp bấy nhiêu. Cha cho con cả cuộc đời nghĩa tình sâu nặng trong lời dạy khuyên. Lòng cha cao cả thiêng liêng, cho con lẽ sống giữa miền trần gian. Tình của cha thương con thật là quảng đại. Cha chính là sự hiện thân của tình thương thầm lặng sâu kín. Cha như núi đá sơn hùng vĩ để che chở đời con, như ánh mặt trời soi rọi theo bước con đi. Cha dạy con điều hay lẽ phải để đối xử với đời. Cha là chỗ trú ẩn tinh thần vững chắc cho cuộc đời của con. Tình của cha lớn khôn cùng, bao dung vạn loại thung thông đất trời. Ôi tình cha mẹ đẹp tuyệt vời, làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi. Kính bạch chư tôn đức, mỗi khi mùa Vu Lan trở về là chúng con nhớ mẹ thương cha. Có hạnh phúc nào hơn khi mỗi mùa Vu Lan về, con được cài lên ngực đóa hoa hồng đỏ thắm. Có gì quý báu cho bằng hạnh phúc khi cha mẹ vẫn còn đang hiện diện trên cõi đời này
với chúng con. Cha mẹ ơi, giờ đây khi được làm cha, làm mẹ, con mới nhận ra rằng công ơn cha mẹ như trời cao biển cả. Vậy mà có những lúc con làm buồn lòng cha mẹ. Cha mẹ ơi, xin cha mẹ nhận lại lòng con hiếu. Đã bao lần làm cha khổ ngày xưa, đã bao lần mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lại cũng chưa vừa ơn ấy. Chúng con nguyện từ hôm nay sẽ không để cha mẹ cảnh cô đơn. Con sẽ phụng dưỡng cha mẹ suốt quãng đời còn lại. Dẫu mình gánh nước làm thuê, miễn nuôi được mẹ quản gì tấm thân. Bạch chư tôn đức, sống cõi đời này cố mấy thương tránh khỏi cảnh chia ly tử biệt, lòng chặt lòng mỗi khi mùa vu lan đến, mà không có cha mẹ ở bên cạnh. Lòng tủi buồn lo lắng, không biết cha mẹ hiện ở nơi đâu. Mẹ ơi mẹ, tiếng mẹ hiền còn đâu nữa, bóng mỏng từ hương hờ nhà khói mờ xưa. Mẹ đi đâu trên khúc rẽ vô thường, con tìm mẹ giữa ngàn dâu xanh biếc. Con tìm mẹ bên dòng sông ly biệt, nghe lạc lùng câu ái tử ngân vang. Sau phân ly còn gặp nhau qua lối băng nghiêng, dòng sinh tử vĩnh viễn giữa đôi bờ sóng vỗ. Quá trọ của cuộc đời xưa nay là thế, ai tạo nên chiếc quán trọ mà chứ. Chỉ một lần mẹ cất bước ra đi, là đi mãi không bao giờ trở lại. Mẹ ơi, ngày mẹ mất con còn quá nhỏ, đâu hiểu được thế nào là tình thương của mẹ và nỗi bất hạnh của người không được mẹ bên cạnh chăm sóc trong cuộc đời. Nên con đâu có biết buồn, biết khóc là chứ. Lúc xưa con còn nhỏ, mẹ con đã qua đời. Lần đầu tiên con hiểu thân phận trẻ mồ côi. Cha mẹ ơi, có những đêm con chằn trọc năm canh khi nghĩ đến con cha nghĩa mẹ. Thêm thiết chập chờn, con mơ thấy cha mẹ về bên con vui sướng như được sống trong tình thương yêu của cha, sự vỗ về của mẹ. Nhưng khi thức giấc thì hình bóng cha mẹ nơi đâu, con tìm hoài mà không có thấy. Mẹ ơi, sao mẹ lại sớm lìa đời, bỏ con ở lại trên đời xa xôi. Bao nhiêu nước mắt lệ mờ, chén cơm thấm lệ, bao giờ cho nguôi. Mẹ ơi, con khao khát tình thương của mẹ, con mong ước cha mẹ sống ở bên con để con báo đền công ơn sanh dưỡng. Kính bạch chư tôn đức,
được duyên lành gần gũi Phật pháp, nơi gương hiếu học của ngài Mục Kiền Liên, dù bận rộn trăm bề, nhưng hôm nay đến mùa Vu Lan báo hiếu, chúng con tập trung về thiền viện Linh Sơn, hồi tưởng công ơn trời biển của cha mẹ, cùng tụng kinh lễ báo, tổ chức lễ trai tăng danh pháp y, cúng dường chư tôn đức tăng trong ngày tự tứ. Nguyện cầu cha mẹ hiện tiền, tăng phước tăng họ, cha mẹ quá vãng cùng lục thân quý thuộc, nương nhờ phước lực này mà tiên duyên về mình lạc cảnh. Cha mẹ ơi, xin cha mẹ nhận nơi đây tấm lòng thành kính của chúng con. Đóa hoa hồng tươi thắm xin được cài bên con suốt cả cuộc đời. Đó chính là món quà hiếu hạnh. Chúng con thành kính dâng lên cha mẹ bằng cả con tim và cả những tấm lòng của chúng con nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là phần diễn đọc lễ hoài niệm song thân của Phật tử Huệ Phúc, niệm ơn Phật tử, mời Phật tử về chỗ an tọa tham dự buổi lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hồng vàng dân Phật pháp tăng, hồng đỏ dân mẹ cha mừng Vu Lan, hồng trắng xúc động bàng hoàng, con coi cúc mẹ lại càng xót xa. Hồng hương còn mẹ mất cha, nếp bên chân mẹ lệ nhòa tiếc thương. Hoa màu vàng thắm tượng trưng cho sự thoát tục thanh tao của bậc xuất trần thượng sĩ. Quý ngài đã lặng lẽ dâng tặng cho đời bao nhiêu niềm hạnh phúc an vui, cũng trong chiếc áo nâu sầm các ngài đã âm thầm trả ơn cho cha và mẹ vô cùng cao quý. Các ngài đã bỏ đi niềm vui hạnh phúc riêng tư của bản thân để đi khắp nhân gian, trên cầu Phật đạo, dưới cứu độ chúng sanh. Hôm nay mùa báo hiếu lại trở về, chúng con được mạng phép cài lên chiếc quần y của quý ngài những đóa hoa vàng thắm để một lần nữa cảm nhận sự vô biên trong tình thương của cha và mẹ. Sau đây xin mời quý Phật tử trong đoàn cài hoa bước lên để cài hoa cho chư tôn đức tăng ni. Xin mời đoàn cài hoa. Hoa hồng thắm màu vàng y giải thoát, nhớ về người che chở suốt đời con. Hôm nay dù hôm nay con khoác áo nâu sầm, tình phụ mẫu con hoàn toàn ghi nhớ. Từ lâu hình ảnh hoa hồng không chỉ là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, mà nó còn là biểu tượng để nói lên tình yêu cao quý của những người con đối với cha mẹ. Vậy trong giờ phút thiêng liêng này, xin quý vị hãy dành trọn những hình ảnh tốt đẹp, một lòng thành kính hoài niệm về hai đấng sinh thành cao cả, người đã suốt cuộc đời thương yêu và che chở cho ta nên người. Ôi hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ, sẽ được cài lên ngực áo một đóa hoa hồng đỏ thắm, tượng trưng cho niềm hạnh phúc vô biên. Thật là một điều quý giá nhất trong một kiếp người. Vì thế
xin quý vị hãy trân trọng giữ gìn. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mất mẹ nghe không. Và mất cha mẹ dù già như thơ ấu, dù cao như núi cũng mong chờ, dù giàu vẫn thấy mình đau khổ, dù sống nhưng hồn mãi ngẩn ngơ. Và thật không may cho những ai sớm mất cha mất mẹ, sẽ được nhận được một đóa hoa màu trắng để cài lên ngực áo của mình, tượng trưng cho sự bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung gia diết, cũng là niềm đau đớn nhất trong cuộc đời. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ tưởng mất mẹ thì cài hoa trắng, còn mất cha chỉ cài hoa hồng. Nhưng quý Phật tử ơi, mất một trong hai thì coi như chúng ta đã mất gần như tất cả. Nên ai mất cha hay mất mẹ, hoặc không còn hai đấng song thân, thì chúng ta cũng vẫn cài hoa trắng, xem như tấm lòng trinh trắng tôn thờ cha và mẹ. Hoa hồng trắng trên ngực con đã nở, mãi mồ côi vì cha mẹ mất rồi. Vì còn cha mẹ là còn diễm phúc, mất cha mẹ rồi như mất cả bầu trời. Cầm đóa hoa trên tay cài lên ngực áo, xin quý vị hãy quán tưởng rằng trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh nghiêm nghị của người cha. Từng cánh hoa là từng giọt nước mắt, từng giọt mồ hôi sớm hôm tảo tần của mẹ. Cha mẹ dù đã mất hay còn, những người con vẫn đâu còn hiện hữu trong ta. Qua hơi thở nhịp đập trái tim, qua dòng máu đỏ tươi đang lưu thông trong huyết quản, xin hãy cài hoa và một lần nữa hãy hướng về cha mẹ bằng những gì tốt đẹp nhất. Tiếng chuông ngân miền Nam lòng ước quyền, đóa hoa hồng cài áo mẹ thắm tươi. Thời gian trôi tóc mẹ nhóm màu mây, đã mang nặng thế sao còn quậy đạp. Hiểu chưa trả ân tình chưa đền đáp, đã lớn khôn nhưng còn quá dại khờ. Say giấc nồng ngọt liệm tiếng ầu ơ, ngày rằm tháng bảy mưa ngâu giăng ngất. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, vì mặt trời chỉ có một mà thôi. Và lòng bao dung cha mẹ tựa biển khơi, xin tha thứ hiếu ân này chưa trả. Con đã hiểu kiếp luân hồi nhân quả, đạo nghĩa làm con quay trả suốt một đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngọn đèn từ Phật trao giáo pháp, lửa trí tuệ thắp sáng tam thiên, giới định tuệ tinh chuyên tu học,
chư tăng người truyền nửa thiền môn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong tinh thần báo tứ trọng ân trên con đường đời thắp lên ngọn đèn từ bi và trí tuệ, hòa chung trong bầu không khí trang nghiêm. Vào giờ này tiếp theo chương trình là phần thắp nén tri ân. Đây là duyên phúc thiêng liêng, chúng con thành kính cung thịnh hòa thượng Thượng Minh Hạ Hiền, hòa thượng Thượng Lại Hạ Lại, hòa thượng Thượng Thọ Thượng Minh Hạ Hành trụ trì nghi thức thắp nén tri ân. Thắp ngọn đèn tượng trưng cho ánh sáng từ bi trí tuệ, truyền trao cho toàn thể đạo tràng chúng con. Chúng con thành kính cung thịnh để cho đạo tràng chúng con hiểu hơn về công ơn sanh thành dưỡng dục của hai đấng song thân. Chúng con thành kính cung thịnh hòa thượng Thượng Lại Hạ Lạc có đôi lời đến toàn thể đạo tràng chúng con. Chúng con thành kính cung thịnh mời tất cả hội chúng, mỗi người chúng ta cầm tay cây đèn trên tay, sau đó chúng ta sửa tim đèn thẳng ngay. Nhờ quý thầy quý sư cô ở hàng đầu, sau khi chúng ta thắp đèn lên cái đèn của mình, quý ngài đứng dậy để truyền đăng xuống cho những hàng tiếp theo. Nhờ quý thầy quý sư cô ở hàng đầu tiên, chúng ta thắp lấy ánh sáng ngọn đèn xong, chúng ta truyền xuống cho chư tăng và Phật tử ở khu vực phía sau. Quý Phật tử chúng ta chuyển đèn cho quý tôn đức. Quý ngài đứng dậy, quý ngài truyền đèn xuống. Tất cả chúng ta đều cầm đèn lên, chúng ta sửa tiên đèn ngay ngắn. Chư tôn đức tăng ni ở hàng đầu, chúng ta đứng dậy chuyển ánh sáng từ chư tôn đức xuống cho các vị ở phía sau. Quý ngài đứng dậy truyền cái thắp cho từng người. Quý vị ở hàng đầu chúng ta quan hỷ giúp dùm. Xin bên trên hỗ trợ thêm đèn cầy. Xin bộ phận phụ trách cho thêm đèn cầy. Cho thêm đèn cầy, mỗi người chúng ta tự đi thắp cho mỗi người, đứng dậy đi một hàng giúp dùm. Cái hàng trên, nếu những vị lớn mà thì ngồi, còn những vị còn lại mình đi hai, đứng dậy mình đi xuống một cái hàng này mình thắp dùm. Quý vị hàng đầu mình đứng dậy để mình thắp xuống. Mỗi người chúng ta có một cây đèn, chúng ta thắp xuống cho những hàng tiếp theo. Tất cả quý Phật tử chúng ta cầm đèn đưa lên, sửa tim đèn. Chư tôn đức tăng ni hỗ trợ giúp dùm cái phần truyền đăng mô Phật. Khu vực bên chư ni còn rất ít người. Ở khu vực bên chư tăng, nếu xong qua hỗ trợ giúp dùm. Nhờ thắp dùm cái hàng đèn bên trên. Hàng đèn bên trên thắp dùm. Chúng ta vẫn có thể sử dụng nhang, chúng ta thắp ngồi đèn vẫn được. Hàng đèn